Thôi em hỏi trước chị ra cái gì? Chị ra cái kéo. Chị em ra cái bao nha, cho chị thắng. Ok. 2, 3. Em ra cái bao thiệt mà. Ủa chị đâu có ra cái kéo đại biểu. Thật là rất là mềm, rất là ngọt. Đu đủ kèm thêm, vừa mềm mềm mà còn hơi sực sực chút xíu. Cắn thật là nó dằn luôn. Uống nước vô cái phần mịn của mình. Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Như vậy chúng ta đã biết được hai vị đội trưởng, đó chính là Diệu Nhi và Jin Tuấn Kiệt. Rồi đất ơi, một cặp trai tài gái sắc đó, nữ doanh nhân nè. Đừng giới thiệu sản phẩm nha. Đây là cô giáo, còn đây người học trò đó. Dạ, trời ơi, em học trò của cổ. Bây giờ mình được trân trọng mình thời gian dành cho hai bạn, giới thiệu cho khán giả biết là dự án sắp tới, rồi mình hiện tại đang kinh doanh cái gì, sản phẩm như thế nào. 2, 3. Không cắt đúng không? Không cắt, bỏ luôn. Nào Nhi, dự án sắp tới thì Nhi cũng chưa có dự án gì, chừng nào có rồi sẽ chiếu vậy thôi. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ Diệu Nhi ở trên các dự án tiếp theo. Trân trọng quá. Trời ơi, bởi nhiều khi em thương cô của em lắm. Rồi Kiệt. Kiệt, giới thiệu về mình đi Kiệt. Em tên Kiệt. Em bị vấn đề về phát âm hả Kiệt? Không, mọi người thông cảm. Phải. Bây giờ vậy nè, em nói tên, em tên Jin đi cho dễ. Tại vì chưa Kiệt nghe nó hơi nặng. Đúng xíu. Jin. 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 Cái tên nó lên tất cả đó anh. Còn Jin. Đúng rồi, sao chị biết hay vậy? Ôi. Là chị chăm mừng không? Anh hả? À, sao mà như vậy là mà chị chăm mừng không mình vậy? Rồi, bây giờ em giới thiệu tiếp hả? Ừ, em giới thiệu tiếp đi Jin. Dạ, hết rồi. À, ok. Anh thông cảm, chị thông cảm, quý vị khán giả thông cảm, bởi vì đây là một triệu chứng của những người khi mà sau khi hát xong ca chung với em. Trời ơi Nhi ơi, cái bài hát của Nhi hát về cái gì mà sao nó có cái sức công phá kinh khủng khiếp vậy? Bài gì vậy? Không phải là do bài hát mà là do giọng hát đó chị. Em nghĩ Kiệt, em có đánh giá gì về giọng hát của chị không? Em thích bài Chị Đi Tìm Em của chị lắm. Chiều xa đứng trong em về chưa, dòng sông nước lên, nhưng bây giờ em ở đâu? Cảm ơn em. Em hy vọng ngày hôm nay sẽ có cái bài đó. Em thuộc cái bài đó. Bây giờ các bạn hãy về vị trí, bởi vì bây giờ là thời khắc rất là quan trọng cho các bạn. Bây giờ hãy cho bạn ấy thuyết phục trước đã. Tại vì em được học tại nhà thiếu nhi từ hồi bé rồi. Cho nên là cái vốn bài của em cũng hơi nhiều một chút xíu, thì anh chị có thể tự tin hơn nếu mà em về đội của anh. Đúng chị. Đúng rồi, học từ nhà thiếu nhi từ bé thì chắc chắn sẽ biết rất là nhiều bài thiếu nhi. Em thử em hát cho chị nghe một bài thiếu nhi nào thử xem. Em hát được rồi, Ầu Ơi Với Dầu. Cái đó hát ru nhi. Hát ru. Thì chị mới nói nhà thiếu nhi mà chị. Tại vì Nhi là một nghệ sĩ tinh tế về âm nhạc lắm. Thôi Jin hỏi Nhi hỏi đi em. Kiệt. Jin. Em đang bị dính thính anh, bạn nãy bạn hát bạn thả thính em. Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cây hoa mềm giữa tuyết lạnh. Vậy về với ảnh đi em. Em có nhảy với anh một lần rồi đó. Em nhảy cha 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 với anh á. Ở đâu em? Ở trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật. Thân quá rồi. Trường em, chứ là trường em. Là lúc anh thi nhảy em dạ, giúp đúng anh đó hả? Dạ em có giúp anh. Bây giờ nhảy lại cho hai dạ, nhảy quý vị, bây giờ sẽ là phần đích tái lâu hiện lại quá. Cái thuở ban đầu giữa hai người gặp nhau qua phần nhảy cha cha cha. Xin mời âm nhạc. Hôm nay giàn đốc ca từ có một đôi trai gái đang nhảy cha 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 cha. Hôm nay giàn đốc ca từ có một đôi trai gái đang nhảy cha 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 cha. Ôi bỏ đi em quên rồi, em học với em cả thầy cả cô hết trơn rồi. Không sao đâu em, người ta nhảy với em một lần rồi em còn quên mặt người ta mà. Muốn chi mà em quên cái điệu có gì đâu. Anh xin lỗi em rất nhiều. Như vậy hai bạn ai xin người quyết định chọn máy về đội của mình? Gin chọn đi. Vậy là Nhi có chọn không? Chị xin lỗi chị không chọn em nha, tại vì Gin nói là Gin rất là thích em.
cho nên là chị phải nhường cho Gin mất rồi. Tại em ấn tượng, tại vì hát cái bài Giấc Mơ Tuyết Trắng là bài của chị Thủy Tiên hồi xưa hát, mà bạn tên Thủy Tiên nữa nên rất là ấn tượng. Chúc mừng bạn về với đội của Gin. Yeah, chúc mừng em. Xin lỗi đội trưởng cái cho em. Rồi mời em lên đây. Đó, như vậy là các bạn được nghe phần giới thiệu của Quý Y ngắn rồi. Nãy chị Nhi chọn liền luôn anh. Anh em vừa bước ra là Nhi chưa? Bấm như điện luôn. Mà Nhi còn làm nhạc trưởng cho đó, Quý hát đúng rồi, đó. Đúng rồi chị. Đó, những cái động tác của chị Nhi rất là dạt dào tình cảm, cho nên là em không kìm được, em đã phì cười. Đó, em nói có sai không? Tại chị mà anh hát không cười, em nói có sai chưa? Thật ra thì em hiểu cảm giác của anh này. Cô giáo. Dạ. Thì cái đợt mà em còn là học trò của chị đó, em thoại câu nào em bị quên hoài là tại cái mặt của bà. Dạ hùng dây chân, mê hoa thơ ru chẳng thơ du. Thôi bây giờ thôi chọn em, bạn mình thì bờ ấy đi. Chọn bạn nha. Bụi rửa luôn. Đó, chọn rồi chị đó. Chị có chọn không em? Thì chị bấm trước rồi, em nhường chị. Thật ra thì chị thấy em là tiếng Thái rất khó nhớ mà em cũng nhớ luôn, thì chị nghĩ là em mà vừa thích hát như vậy thì chắc chắn là em nhớ lời bài hát rất là kỹ. Dạ chưa chắc. Nhưng đi cứ. Tại vì em nói chưa chắc. Không, em nói chưa chắc là tại vì em đứng kế chị, em bị sao động, tâm hồn sao động cho nên là em bị quên đi. Nhưng với cái em nghĩ là sự ủng hộ của chị thì em nghĩ là em sẽ nhớ. Rồi. Rồi, chúc mừng Quý về đội của Nhi. Con em hỏi trước chị ra cái gì? Chị ra cái kéo. Chị em ra cái bao nha, cho okay. Chị thắng. Ok, ok. 2, 3. Em ra cái bao thiệt mà. Ủa, chị đâu có ra cái kéo đài biểu. Ngon. Để về bà nội bắt chứa. Cá thương biết rồi, rất béo. Mà cái béo trong cá là béo tốt. Được không? Ở nội đâu được múc cho người mua nội. Đâu có, vậy nè có. Nhưng mà ăn cái món cá này là nội lớp bột á, chiên giòn á, nó mỏng vừa phải. Nó xốp xốp. Dạ, nó xốp xốp, dạ. Rồi nước cá trong nó thơm, nó ngọt. Kèm theo cái nước sốt. Dạ, cái nước sốt này nè, nước sốt quan trọng, nước sốt này rất là ngon. Chỉ có những người mà ăn được họ mới cảm nhận thôi. Dạ, đúng rồi. Cái tương ớt rồi. Có tương cà. Trời ơi, đủ đầy. Mà ăn chung vậy nè. Dạ. Dạ, rớt rồi, nhưng mà không sao, mình lửng lụm lên ăn được. Trời ơi. Cái chai miệng em cũng bự quá hả? Thật là rất là mềm, rất là ngọt. Đu đủ kèm thêm, vừa mềm mềm mà còn hơi sực sực chút xíu. Cắn thật ra nó dằn luôn, uống nước trong cái phân miệng của mình. Cái gì? Bò nó trộn nước của đu đủ á. Tức là con bò đi lạc vô vườn đu đủ hả? Dạ, đủ á. Sao nó diễn tả sao không muốn ăn luôn nữa. Thế con phải dùng một cái tuyệt chiêu gì đó mà. Ấy, cái gì bên kia kìa? Không có gì hết á. Dùng mấy cái chiêu mà rẻ tiền. Nó cũ, nó bị cũ á.